Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức khởi công dự án cầu kênh 79 nằm trên tuyến đường vành đai thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Đây là công trình rất quan trọng trong việc hình thành hệ thống giao thông kết nối liên kết vùng giữa các huyện nằm trên khu vực đồng tháp 10 của tỉnh Long An và đồng tháp Ủy ban nhân dân tỉnh Long An giao Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng làm chủ đầu tư công trình cầu kênh 79 trên tuyến đường vành đai thị trấn Tân Hưng Long An với chiều dài gần 120 m, ngang cầu 11 m, tổng mức đầu tư 99,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến sau một năm thi công, cầu kênh 79 hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và của người dân và doanh nghiệp góp phần quan trọng trong việc tạo động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội cho huyện biên giới Tân Hưng, Long An và các địa phương của tỉnh Đồng Tháp nằm giáp danh với Long An. Nhằm tạo diện mạo mới cho các trường học tại vùng lũ tỉnh Quảng Bình, Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh Đoàn Quảng Bình triển khai chương trình Trường em thay áo mới nhằm sửa chữa sơn mới cho 35 trường học xuống cấp trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Chương trình "Trường em thay áo mới" được phát động ngày 12 tháng 7 năm 2022 nhằm góp phần cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tạo không khí hoạt động sôi nổi trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tại địa phương. Chương trình là món quà ý nghĩa trước thềm năm học mới, dành tặng cho 10.500 học sinh và gần 800 giáo viên tại địa bàn huyện Lệ Thủy, một trong những địa bàn của tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 2020. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, ban tổ chức đã trao tặng 50 xuất quà cho các gia đình chính sách và 10 xuất học bổng cho các em học sinh. Thưa quý vị, những năm qua, mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi liên kết đã giúp nông dân tỉnh Ninh Thuận vừa bảo đảm sản xuất và ổn định đầu ra cho sản phẩm sau thu hoạch, đem lại lợi nhuận cao. Ở nay câu chuyện bị tư thương ép giá thu mua sản phẩm giảm đáng kể. Ba năm qua, ông Nguyễn Diệp ký kết với công ty chế biến rượu vang tại tỉnh Lâm Đồng để trồng giống nho Syrah. Sau thu hoạch, công ty chế biến rượu vang tỉnh Lâm Đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá tối thiểu 15.000 đồng một kg. Ông Diệp lãi 20 triệu đồng một xào một vụ. Có đầu ra và thu nhập ổn định, ông Diệp phấn khởi nhân rộng diện tích trồng hơn 2 hecta. Khi mà chính thì công ty nó thu mua ổn định với giá là 15.000 đồng một ký. Thì được lãi thì nó tầm cỡ khoảng 20 triệu đến sau đó nhưng mà nó ổn định thì sau này nó có khả năng là mở thêm diện tích. Với mục tiêu đưa cây măng tây xanh trồng trên vùng đất cát hoang hóa tại xã An Hải thành sản phẩm đặc thù, hợp tác xã này đã nhân rộng mô hình liên kết chuỗi sản phẩm an toàn với nông dân bằng cách hợp tác xã hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và thu mua sản phẩm ổn định với giá 50.000 đồng 1 kg. Đến nay, hợp tác xã Tuấn Tú đã tăng lên 62 thành viên là đồng bào trăm trong làng tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích hơn 55 hectare khi trồng mà cây măng tây là không phải là cây xóa đói giảm nghèo nữa, đây là cây làm giàu của cho nông dân vùng sa mạc hóa này. Hiện tại thì trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 38 cây cánh đồng lớn và theo cây chuỗi giá trị thì đã xây dựng được 67 cái chuỗi liên kết. Trong cái thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các cái cơ quan và đơn vị liên quan cùng với này các cái địa phương, hội nông dân, các cái doanh nghiệp tập trung đối với công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất theo cái chuỗi giá trị. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô kinh tế trang trại, đây là cách làm hay ở tỉnh Ninh Thuận để nhân rộng các mô hình đem lại hiệu quả, nhằm tăng thu nhập cho người dân các vùng nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đạt kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới. Và những thông tin thời tiết sẽ kết thúc tin tức 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.